Wow, hôm nay em làm món siêu cay mà sao? Siêu cay luôn, ớt đỏ luôn. À. Cái này là bạch tuộc á cả nhà. Bạch tuộc hả em? Dạ, này là bạch tuộc nè. À. Hello, xin chào cả nhà. Ông xã hỏi cái lo trả lời. Ớt mình cũng ướp muối ớt. Tôm mình cũng ướp muối ớt. Rồi bạch tuộc mình cũng ướp muối ớt luôn. Siêu cay. Thịt bò cũng ướp cay luôn. Wow. Rồi sao đẹp. Sao đẹp mình sẽ nướng chi. Với chi. Tôm. Hôm nay siêu cay đó. Siêu cay. Còn cái kia là mình nướng một cái mâm vegetable đằng bên kia. Bên này đĩa thịt cũng hấp dẫn em ha. Dạ, cái mâm kia là nấm. Kính thưa các loại nấm. Đây là món nấm nè cả nhà. Đang nướng lên lò đó các bạn. Hôm nay nướng ngoài gara ban đêm. Vì trời ngoài mưa. Cho nên mấy anh em cũng có hứng thú. Lâu lâu lại thích nướng. Hôm nay em có đem vịt ghé chơi. Hello cả nhà. Mình nói rồi, mình nói nướng cái trời mưa luôn. Cháu trai cũng trên đường tới các bạn. Trên đường tới luôn rồi. Mình vào bàn để nướng rồi ngày cuối tuần đó. Tâm sự mấy chú cháu rồi mấy anh em bác cháu tâm sự chơi. Nhìn cũng hấp dẫn chứ bà xã không? Dạ hấp dẫn. Bỏ chồng nữa là... Rồi bỏ chồng nữa là... Ra khỏi tốn gì hả? Ừ. Ok. Đúng ra mình phải dùng cái chi kia. Chi mà họ... Cái gì chẳng sẵn. Em không biết nữa. Chưa bao giờ ăn cái món thêm thịt. Họ cắt ra sẵn á. Họ slice ra sẵn á. Thì cũng giống như thế này thôi. Nhưng mà chị... thấy thôi có sẵn này thôi chị... Lấy này. Rồi bây giờ em sửa sạc đi ha. Dạ. Anh phụ cái gì đó rồi chút xíu nó trở lại bếp. Đúng rồi đó, giờ giới thiệu cho cả nhà đầu tiên là vô vậy. Rồi, ok cả nhà. Miếng phô mai. Nhìn hấp dẫn quá hả? Nhìn hấp dẫn lắm em. Mấy con tuột ha. Wow, cái này chắc cay chết á. Nay bà xã làm siêu cay đó phải không? Siêu cay đó. Tôm nữa. Tôm cũng cay luôn mà. Mình chuẩn bị là nướng ở ngoài sân cả nhà chứ không phải nướng ở trong đây, cái đang ấy xong rồi bị trời mưa. Rồi, bắt buộc phải làm trong này luôn. Không có gara cũng có lý đó cả nhà. Dạ. Gara thì hơi xấu xí xúc nhưng mà cả nhà cũng thông cảm nha. Hơi bị ấy chút. Dạ. Đó. Tôm. Tôm này là mình mua 8 đồng một phao á cả nhà. Tôm này là dưới biển người ta bắt lên đó. Tôm kêu tôm biển, tôm gì đó. Wow, nghe mùi thơm quá bà xã ơi. Dạ. Bên kia có một nướng nấm á hả? Lại hành tây nè. Miếng hành. Cái nấm này mình chẻ ra cái mình bỏ chút xíu dầu leo vô, chút xíu muối, chút xíu tiêu. Ăn nhìn cho nó ngon. Wow, hấp dẫn lắm đó bà xã ơi. Tại chị coi của Đài Mỹ á. Của Đài Mỹ người ta ăn á. Anh cũng đâu có biết là hôm nay em cũng nhanh gọn lẹ vậy chứ. Còn trong tủ lạnh em mấy ra em? Đồ trong tủ lạnh em lấy em làm. À, quá ngon, đơn giản mà ngon em. Làm mấy lấy sẵn cái có sẵn cái lấy làm ăn. Ừ. Tranh thủ ăn được mấy ngày ấm áp thì thôi chứ còn thấy mưa
mưa miết à. Ừ, mưa hoài. Đó, con này con bạch tuộc siêu cay nè. Chú Hà ăn thử coi, chắc cay khiếp à. Wow, bạch tuộc siêu cay thế. Ướp bột tỏi với muối ớt. Dạ. Yeah. Siêu cay. Rồi. Wow, tôm này siêu cay bà xã. Ừ. Ngon à. Siêu cay á. Ừ. Mình ăn không nổi luôn. Anh lại thích cay. À, anh là thử, anh thích là thử thách siêu cay à. Cay quá em nói với em vậy là quá chết rồi em. Dạ. Rồi chị không ăn được cay hơi hơi à. Wow, hấp dẫn chứ ơi. Chánh tới kìa. Tới hả? Chào cả nhà. Ờ mới tới con. Rồi. À. Rửa tay đi. Rồi ấy rồi ăn đi con. Dạ. Ok. Em rửa tay cái. Rửa tay hả? Ok. Rồi. Hello, xin chào đại gia đình. Trở lại kênh YouTube của Bình Bình hôm nay các bạn. Hôm nay gia đình nướng thịt nữa nè. Xã có cái nhà ý cuối tuần rồi bày biện ra những thịt nêm nếm, nhưng mà hôm nay em thử thách đấy phải không? Món siêu cay à? Siêu cay. Hôm nay wow. Siêu cay các bạn. Như món bạch tuộc siêu cay không bác? Dạ, đúng rồi. Cái mùi ớt không à? Cái bò bắt cũng cay luôn. Thôi xin mời đại gia đình vào bàn. Cầm đũa cầm nĩa thôi không có ngon. Đúng rồi. Bắt ăn bắp cho nó ngon. Nhưng mà đồ ăn nước ngoài mình ăn bắp được như rồi, Việt Nam mình sao mình ăn bắp bắp nhận. Bởi vì ăn cơm bò ta ăn bò từ đó mà nhớ đâu. Nhớ bắp Huế bỏ đưa tay vô bắp gì. Muốn bò Huế bắp không được. Ăn cháo cũng đâu bắp được đâu. Thua. Đồ Việt Nam khó bắp lắm. Thì món nào mà mình ăn bắp được thì mình cứ bắp thôi. Ăn mắm là bắp khỏi bắp luôn. Cái đồ Việt Nam là khó bắp không nhà. Cháo Việt Nam cũng bắp chứ. Ăn bắp luôn. Dạ. Ok. Vô cái đi. Lâu lắm rồi anh mới uống lại chai bia Corona này đấy nha. Rồi bên em. Mà bia Corona này nó nóng biết nóng mà biết là biển như chấm nói coi. Dạ. À, ngồi đây bãi biển. Mùa hè uống là hết sảy luôn á. Hết sảy. Các bạn ở Việt Nam này cái này trụng lắm á bác. Vậy ha. Dạ. Ra biển uống này ăn hải sản mà trời nóng thiệt nóng, cái này lạnh thiệt lạnh mất ha. Đúng rồi. Nhưng mà phải đúng gu chứ, cho cả nhà phải có chút xíu muối ở vòng vòng cái cái miệng chai với chanh ở trong nữa. Dạ đúng rồi đó. Đúng rồi. Có miếng muối. Có miếng chanh nhỉ. Bỏ trên cái bùi tàu con sọ này nè. Con ờ cho bác ra. Rớt mưa rồi. Đó, ngoài đang mưa. Thank you con. Dạ. Mình ở đây rồi. Ở trên đây mưa mình thấy rất bèo bèo. Xuống mấy chỗ tiểu bang mà sao chút xíu mưa ào ào luôn á, mưa mà mình tưởng là bão luôn á. Trời em. Mà chỉ là mưa thôi. Trời, lúc em xuống chơi mấy năm trước. Trời mưa khủng khiếp. Bữa đầu nó mưa luôn ào ào ào. Mưa như Việt Nam mưa rồi á, mưa mạnh luôn á. Em có hay xuống Florida không? À, em xuống đó cũng được 3-4 lần rồi. À. Nhưng mà chưa bao giờ gặp mưa. Xuống mùa hè và nóng trời nó nóng. Wow, xuống mùa hè nóng quá. Trời ơi ra mà nó nóng hơn Việt Nam lắm em. Không muốn đi ra đường luôn, hầm 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 luôn á. Texas không nóng bằng Florida. Florida là bác nói với con là 9 giờ sáng không dám ra. 9 giờ sáng là nóng luôn. Nóng ghê hồn. Bác xuống dưới đó ở mấy một tuần dưới đó mà thôi. Ngay cái mùa hè. Qua ngay cái mùa hơi mát mát nên con không có biết. Nghĩ hả? Nóng lắm con. Nóng. Em có ông anh lớn cũng vẫn không là anh bà hả? À, vẫn đang ở dưới đó. Hình như hồi xưa đứa em trai em cũng ở dưới Florida phải không? Học, phải không? Đúng rồi. À. Chúng nó ở cũng được 2-3 năm gì đó. Vậy hả? Và về lại lại ở. Ừ. Nó chán quá. Thực ra không có quen. Đó phải vui nhưng mà cũng mất. Nó không có bạn bè thân giống xưa đó. Thấy một hồi chắc mình ở chỗ nào quen chỗ đó em ơi, nói vậy đó, ở đâu quen đó. Dạ. Mà hầu đó ở thành phố nào? Ở Fort Lauderdale. Ô vậy hả? Fort Lauderdale gần hình như gần Orlando hả? Em nghĩ là ở gần Orlando với Tampa Bay. Ở Tampa Bay đó ở chính giữa đó. Chỗ đó là như là làm biển nhiều lắm á. Đúng rồi.
Chú chín ở đó đó bác. Mấy năm trước cũng có xuống Miami chơi. Ồ chỗ đó rất là đã vui đi đây đó. Biển. Vui. Ngon quá cả nhà. Em có đi qua từ con đi từ North Carolina qua South Carolina rồi con đi qua tới Florida luôn. Ừ. Đi xe. Mấy hướng sau Florida North. North Florida được ấy sau Carolina. Dạ đúng rồi. North Carolina. North Carolina với lại sao? Hôm nay thấy nắng nắng cái mình ra ngoài không mà cả nhà nên giờ cái người giờ thấy đỏ rồi nè. Đỏ rồi đó. Đỏ thôi. Chảy già. Chị là đỏ, đỏ xong rồi cái đỏ đậm 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 cái bắt đầu nó lột. Vui quá cả nhà ơi, hôm nay ăn uống cũng bình thường vậy đó. Cũng được 4 năm món em hả? Dạ, đó. Nhưng mà những món siêu cay thì em bó cay tay. Nhưng mà anh cũng ráng được, không có gì. Đấy không có gì đâu chứ nào, không có gì. Nhưng mà em thì quá cay rồi đó. Mình thì ăn cay dở lắm cả nhà, chỉ cắt miếng ớt cho thơm thơm vậy thôi chứ không biết ăn cay, mà như vậy là quá rồi. Cay đến nỗi mà phải uống một cái chai bia lận cho nó hết cay đó. Em nói em hồi nào giờ không muốn corona, muốn mình thấy sao cũng lạc lạc là nhẹ nhẹ dữ dễ dễ lạc lạc chút chát cái gì mà em uống chút xíu là thấy đỏ không? Dạ thấy mặt mày đỏ. Con không ăn gì được hết á. Hôm nay ăn thấy sao à? Lên ngon hả? Chắc ăn thấy sao cả? Tiếp tục chị nướng cay đâu cái gì đâu mà lo sợ. Tới cái món lần đầu tiên thử là cái món sò điệp nướng bơ đây, phô mai á, tiếng Việt là phô mai. Món lạ lạ mà ăn thấy sao? Mà mấy mốt á, lần sau mà chị nướng nữa đó, là chị để cái lò ngay đây luôn nè. Đúng rồi. Là nướng lấy rồi. Ra cái nó meo chi ra rồi cái bắt đầu là mình ăn. Meo ra là mình ăn mới ngon. Mà mình để xuống vậy thì thấy nó hơi bị nguội cả nhà. Đúng rồi, cái này mà nướng nóng lên mình ăn gì cũng ngon. Dạ, nóng ăn ngon lắm. Cho anh con, chị nói nhắc tới anh. Nóng rồi hết sảy luôn. Giờ thì nó nguội lại cái chi đó. Anh thiệt à? Nhưng mà cũng ngon, nhưng mà không có ngon bằng khi mình thấy cái meo ra ha. Cắt chi nhỏ nhỏ cái rải. Thôi Việt Nam họ cũng có cái món này mà không biết họ bỏ cái chi gì ở trong hết. Cái ở Việt Nam là dùng cheddar. Cheddar hả? Phải không? Đúng rồi, em thấy Việt Nam dùng cheddar. Ở đây mình dùng trắng. Dùng French Swiss. Nhiều loại để cho mình ăn được. Ngon. Hello cả nhà ơi, tối hôm nay là gia đình mình ăn cũng nói được đơn giản thì không phải đơn giản, mà cầu kỳ thì không phải cầu kỳ các bạn. Cái món ăn cũng quen thuộc như một ngày như một ngày vậy đó. Dạ, đại khái đồ nướng. Nhưng chủ yếu là hôm nay bữa ăn vui. Vui vẻ, dạ, vui vẻ. Có David tới ăn tối cùng gia đình rồi. Cháu ở đây thì cả nhà mình thấy là ăn uống với gia đình mỗi ngày. Còn cái này thì quen thuộc quá. Rất là vui các bạn. Thì video đến đây thì cũng xin tạm dừng rồi. Hẹn video ngày mai. Trước khi tạm biệt các bạn, chúc đại gia đình của mình một ngày mới vui vẻ các bạn. Cuộc sống lúc nào cũng đầm ấm nha cả nhà. Thôi xin tạm biệt các bạn. Bye. Bye. Bye.